Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 là một nữ doanh nhân, tỷ phú, hiện trên cương vị là tổng giám đốc của Vietjet Air. Theo hãng tin Bloomberg, bà Nguyễn Thị Phương Thảo kiếm được 1 triệu đô đầu tiên khi mới chỉ 21 tuổi nhờ bán máy phách và nhựa cao su. Sau khi quay về Việt Nam, bà góp vốn thành lập ngân hàng Techcombank và sau đó là VIB, hai trong số những ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Gần 25 năm sau, bà đang nổi lên như là một nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Phần lớn tài sản của bà đến từ cổ phần ở Vietjet và Dragon City Phú Long, dự án bất động sản rộng 64 ha ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiểu sử: bà Nguyễn Thị Phương Thảo là tiến sĩ Học viện Mendeleev, ngành điều khiển học kinh tế, cử nhân tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Moscow, cử nhân ngành quản lý kinh tế lao động, trường kinh tế quốc dân Moscow, ủy viên sáng lập Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên bang Nga. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động kinh tế tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tài chính ngân hàng. Bà đã và đang tham gia quản trị điều hành các ngân hàng, định chế tài chính, công ty quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh việc kinh doanh, bà tham gia tích cực trong các tổ chức giáo dục và đào tạo, xã hội từ thiện, với mục đích gắn kết cộng đồng cho một thế giới tốt đẹp hơn. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang đảm đương nhiều chức vụ hơn chồng ở các doanh nghiệp trong nước như Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Nhà thành phố Hồ Chí Minh HD Bank, Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet Air và là cổ đông sáng lập của Sovico Holding. Bà Thảo là một trong 10 nữ doanh nhân Việt Nam được tạp chí nhà giàu danh tiếng Forbes phiên bản tiếng Việt vinh danh. Bước đầu khởi nghiệp và sự thành công. Những cán bộ dưới quyền CEO Nguyễn Thị Phương Thảo, đa số là đàn ông, đều khâm phục sức làm việc phi thường của bà. Còn nhân viên nữ thì luôn coi bà là một thần tượng để phấn đấu. Với bà Thảo, một ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 2 giờ sáng hôm sau là bình thường. Sinh trưởng trong một gia đình Hà Nội gốc, năm 17 tuổi, bà Thảo đi du học đại học ngành kinh tế tài chính và sớm nổi tiếng trong cộng đồng với bản thành tích học tập xuất sắc và tài kinh doanh thiên bẩm. Khi còn là sinh viên năm thứ hai, bà đã bước vào thương trường. Khi ấy, thị trường Đông Âu thiếu thốn hàng tiêu dùng, mọi thứ đều khan hiếm, nên bà kinh doanh đủ thứ, từ hàng điện tử, máy tính, máy phách, đến băng đĩa, đồng hồ, hàng nông sản từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, sang Đông Âu. Đồng thời, bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng thị trường khan hiếm và cần thiết như phân bón, sắt, thiết bị. Vốn liếng của CEO Vietjet lúc bấy giờ chỉ là chữ tín và sự lao động chăm chỉ của bản thân. Khi thấy mình chăm chỉ và có trách nhiệm, thì các đối tác phân phối lớn sẽ chọn là đại lý để phân phối hàng cho họ, nên mình không cần nhiều vốn, do mình làm việc hiệu quả và trung thực. Ví dụ, thị trường giá cả hay biến động, thì mình làm việc trung thực theo cách ngày nào giá bao nhiêu và doanh thu ngày hôm đấy, tương ứng với giá hôm ấy, mình đều thông báo cho người ta rất cẩn thận, nên người ta có niềm tin và thấy được làm việc với mình hiệu quả, doanh thu lợi nhuận đảm bảo tốt. Có một đặc điểm sau này trở thành tính cách kinh doanh của bà Thảo, đó là không có hứng thú làm chuyện có con. Xưa đến nay, bà chưa bao giờ làm nhỏ. Các công ty người ta chung nhau một container, thì bà phải làm một lúc cả trong cả 100 container. Hoặc nếu chở hàng bằng đường sắt, người ta chỉ dùng một toa tàu, thì bà dùng đến cả đoàn tàu. Nhờ khởi nghiệp thành công và có niềm tin, chỉ sau 3 năm khi mới 21 tuổi, bà đã có